Sáng nay, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với chị Phạm Thị Thúy, anh Trần Văn Quyền có địa chỉ tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Theo bản án số 17 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh đã có hiệu lực thi hành và khoản phải thi hành buộc anh Quyền, chị Thúy phải bàn giao toàn bộ khối di sản thừa kế của bà Phạm Thị Hòa cho bà Phạm Thị Lan quản lý sử dụng 236,8 m² đất tại địa chỉ số 1 đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam. Quá trình tổ chức thi hành bản án được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác vận động, giáo dục thuyết phục. Bên phải thi hành án đã tự nguyện chuyển toàn bộ tài sản và bàn giao nhà đất cho bên được thi hành án. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người và tài sản.